Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại khu nghĩa địa ở Gò Mối. Thì tập trước mình có quay một clip là ban ngày cho quý anh chị xem sơ sơ. Thì hôm nay đó, mình muốn đi vô giờ này cũng khuya quý anh chị, cũng 12 giờ mấy, một giờ khuya mình vô đây mình sẽ khám phá về ma mị. Mời quý anh chị cùng đồng hành với mình ha. Ở đây có cái lùm chuối, có bụi tre ở Gò Mối. Giờ này mình đi vô cũng khoảng cỡ 12 giờ mấy, gần 1 giờ khuya quý anh chị. Mình nghe gì sột sạt vậy ta? Cái gì vậy? Dục xe cho ta. Có ai hồn mà mình thấy hình như là vong hay sao đó quý anh chị ơi. Mình thấy trắng trắng. Ở đây có trái bình bát quý anh chị. Trái bình bát này trị bị bú nha. Quý anh chị nào mà bị bú á, bị bú cổ nè, bú cổ hay là bú chỗ nào cũng được. Lấy cái trái bình bát này nướng, cái mình lăn vô đây nè, là từ từ nó xẹp xuống. Mình qua đó mình coi kìa. Mình đi vô mình đi coi kìa. Đây. Hình như là mình thấy vong trắng trắng hồi nãy trên cam với anh chị. Đây ta, vong nào vậy? Chào vong nha. Vong có muốn tôi cúng kiến gì không? Vong làm thanh nước. Rớt cái máy luôn. Sao kỳ lạ vậy ta? Rớt cái máy quay luôn quý anh chị. Để mình vô mình coi kìa. Cái gì mà dục sạch gì ta? Mình thấy vong đang đứng, mình thấy vong đang ở phía bên đó quý anh chị. Ở vong ta. (Cười)
ngoài nha. Nghĩa địa không thấy ma mà đi vô cái lùm chuối này kế bên bụi tre sao thấy ma ta? Hồi nãy mới thấy bông ở đây mà ta. Trời ơi, ở đây có bụi tre quá trời to lớn. Có gàng là nãy mới thấy bông mà ta. Có nào bông trú ẩn ở trong cái lùm tre không? Mình thấy bông. Mình thấy bông đang đứng với anh chị. Chào bông nha. Bông này mình nói hình như là họ không có trả lời của anh chị. Còn không ta? Mình thấy vòng đang đứng nguyên chị ơi. Mình đặt máy đây, mình vô mình trò chuyện với Wong rồi quý anh chị. Không biết Wong có tiếp xúc với mình hay không. Ở trong nghĩa địa mà có cái lùm chuối và cái bụi tre như thế này thì
hoạch nối luôn. Ma mị dữ lắm quý anh chị ơi. Mình nghe gì sụt sẹt ở trong vậy ta? Có thấy ai đâu ta? Mình thấy con đứng ngay lùm chuối quý anh chị ơi. Mình đặt máy đây chút xíu nha. Đây cỏ quá trời. Sao con này ở trong cái lùm chuối không vậy ta? Con này hình như đói khát hay sao đó quý anh chị. Con đâu mất tiêu rồi ta? Ủa nãy chỗ lùm chuối nãy đây ngay đây mà ta, mà giờ trong cái lùm tre mình nghe xào xào luôn. Đâu rồi ta? Ở đây có cái mít. Có cái mít quý anh chị. Cả nhà mình có nghe không ta? Mình nghe không lầm là ở trong cái lùm tre này quý anh chị.
thấy bông nào đâu ta. Bom vì di chuyển qua bên đây quý anh chị. Còn gì ta? Sao bông này hôm nay đứng ở trong lùm chuối với bụi tre không vậy ta? Tiến hành là đến gần. Vòng này, thật sự mình tiếp cận với họ cũng như là mình muốn hỏi họ muốn mình cúng kiến nhang đèn bánh trái hay không mà vong không trả lời mà cứ dọa mình nãy giờ suốt luôn quý anh chị, mà nãy giờ cho mình thấy trên cam cũng rất là nhiều lần. Con muốn cúng kiến gì không? Để mình tiến lại gần quý anh chị. Quá khủng khiếp. Đâu rồi ta?
kêu quá to lớn. Mình trồng chuối gì ta? Con gì chạy nó sọc sẹt ở trong đây nữa. Ghê. Hình như là mình thấy bông đang ở trong cái bụi chuối của anh chị. Bông này hình như là họ không muốn mình giúp họ. Để mình vô mình hỏi họ ha. Rồi, lật máy luôn. Sức cười vậy ta. Rồi, cái máy mới bị lật của anh chị hình như là bông xô hay sao. Kỳ lạ vậy ta. Con có muốn tôi giúp đỡ gì không? Chứ làm xào xào hoài, sao mình biết mình giúp quý anh chị? Thường ở trong cái địa là nhiều vong người ta mất, nó có cái lịch sử nó khác nhau, nó dữ dằn lắm. Có người buồn chồng, buồn gia đình, có người mất đủ thứ kiểu hết. Mà thường thường mình thấy những vong mà xuất hiện như thế này thì vong có thể là chưa có chồng hay sao. Con có muốn tôi giúp đỡ gì không? Cúng kiến nhang đèn bánh trái. Nếu muốn thì dịp khác tôi quay lại. Sao đứng ở chỗ là không biết còn con ở chỗ hay không mà. Cảm giác của mình hồi hộp quá quý anh chị. Còn không ta? Còn quý anh chị ơi. Mình mới thấy đứng ngay chỗ cái bụi chuối. Để mình tiến hành mình đi qua bánh nha. Còn đứng ta.
Quá khủng khiếp quý anh chị ơi. Con này bây giờ nó dọ quá trời quý anh chị. Cái bóng này trắng trắng vậy ta, hình như bông hay sao. Con này hình như là không muốn giao tiếp với mình hay sao đó quý anh chị, dọ mình suốt luôn. Mình thấy con ở trong lùm chuối đâu rồi ta. Mới cái gột đây mà ta. Họ con. Họ biến quá rất là nhanh luôn. Đó. Cả nhà mình nghe không? Hình như là trong cái lùm chuối bên đây hay sao người ta. Mình thấy bóng trắng. Để mình đặt máy một xíu nha. Mình thấy bông đang đứng với anh chị, để mình đặt máy chút xíu cho quý anh chị xem. Hình như là bông này không có chỗ ở, ở trong cái lùm chuối hay sao. Bông này hình như là không có nhà cửa ở trong cái lùm chuối này. Coi gì mà kít kít vậy ta. Thì theo mình đoán là con này không có nhà cửa ngự quý anh chị. Họ chỉ ở trong cái lùm chuối như thế này. Mà mình giao tiếp với họ là không được. Nhưng mà có thể lần sau mình sẽ quay lại đây mình cúng kiến cho họ. Bởi vì vong thì thường thường, ma thì thường thường họ nhét cho mình sợ sơ sơ thôi. À, mình thấy vong này có vẻ cũng hơi hiền quý anh chị. Có thể lần sau mình đến đây, đến cái khu gò mối linh thiêng này mình sẽ trải nghiệm tiếp. Mình sẽ khám phá tiếp, khám phá tâm linh tiếp. Thì thời lượng bây giờ cũng khá là dài. Mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe ha.
máy bay của anh chị.